Thưa quý vị và các bạn, nằm trong chuỗi các hoạt động hướng tới kỷ niệm 110 năm ngày thành lập tỉnh Kon Tum, ngày 9 tháng 2 năm 1913, ngày 9 tháng 2 năm 2023. Từ ngày 2 đến ngày 4 tháng 12 tại thị trấn Đắc Lây, Ủy ban nhân dân huyện Đắc Lây sẽ tổ chức chợ phiên dược liệu gia súc biên giới năm 2022 nhằm quảng bá tìm đầu ra cho các sản phẩm nông nghiệp, sản phẩm đặc hữu trên địa bàn. Những ngày qua, công tác chuẩn bị cho chợ phiên đang được các hộ dân, doanh nghiệp, chính quyền huyện Đắc Lây tích cực thực hiện để phiên chợ diễn ra thành công tốt đẹp. Từ sáng sớm, gia đình chị Y Lý Huyền ở thôn Đắc Dung, thị trấn Đắc Lây đã tất bật chuẩn bị các nguyên liệu như thịt heo, củ kiệu, tiêu rừng để làm sản phẩm thịt heo gác bếp. Mọi người đều phấn khởi bởi hai sản phẩm của gia đình là thịt khô gác bếp và muối tiêu rừng sẽ được tham gia trưng bày tại chợ phiên dược liệu gia súc biên giới huyện Đắc Lây sắp tới. Để có những sản phẩm chất lượng, đẹp mắt, thu hút khách hàng trong phiên chợ, ngoài chọn những nguyên liệu tươi sạch, gia đình chị Huyền tỉ mỉ từ việc ướp gia vị, hun thịt đến đóng gói sản phẩm. Mình và gia đình rất là vui mừng vì sản phẩm của mình được tham gia hội chợ. Rồi mấy ngày qua thì mình cũng lấy thịt về, rồi các nguồn thịt của dân mình lấy về cũng hơn một tạ. Mình tranh thủ trong 2 ngày mình làm để mình kịp tham gia hội chợ. Từ cái khâu chọn thịt rồi mình phải lựa nguyên liệu thật là tươi sạch. Rồi khi mình làm là mình cũng phải làm kỹ, rồi mình gác lên cũng đủ thời gian rồi để cho ra sản phẩm tốt nhất. Giống như gia đình chị Huyền, khi biết tin huyện Đắc Lây sẽ tổ chức chợ phiên, các hộ dân doanh nghiệp sản xuất kinh doanh dược liệu nông sản trên địa bàn đều vui mừng, tích cực chuẩn bị nguyên liệu để sản xuất, đóng gói các sản phẩm. Tham gia chợ phiên sắp tới với 4 sản phẩm được sản xuất từ hồng đẳng sông Ngọc Linh, công ty trách nhiệm hữu hạn Vinay ở thôn Đắc Gô, xã Đắc Ron sẽ trưng bày tại 4 gian hàng khác nhau. Do đó, những ngày này, các thành viên của đơn vị đều cố gắng tăng năng suất làm việc, chỉnh chu trong từng công đoạn để tạo ra những sản phẩm chất lượng nhất. Bởi đây là một cơ hội tốt để đơn vị có thể quảng bá các sản phẩm của mình đến với nhiều người hơn. Khi mà huyện tổ chức cái phiên chợ thì tôi cảm thấy thực sự rất là vui. Và đây đúng là cái phiên chợ mà tôi rất là đón chờ trong rất nhiều thời gian qua. Vì thật ra là một cái doanh nghiệp tại địa phương thì bản thân chúng tôi cũng rất là muốn quảng bá và có những cái đóng góp cho những cái sự phát triển chung của địa phương. Thì đây cũng là cái dịp mà thực sự chúng tôi cảm thấy là mình có thể là cùng với cả các doanh nghiệp khác tại địa phương và để quảng bá cho những cái mà nông sản tại địa phương. Chợ phiên dược liệu gia súc biên giới huyện Đắc Lây năm 2022 được tổ chức với quy mô khoảng 40 gian hàng của 12 xã thị trấn trên địa bàn huyện. Ngoài ra còn có các gian hàng của 9 huyện thành phố trên địa bàn tỉnh Kon Tum và các đơn vị kinh doanh sản xuất ở các tỉnh thành phố lân cận. Các mặt hàng tham gia bày bán tại chợ phiên là những sản phẩm nông nghiệp sạch, có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng, bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm, gồm các loại dược liệu như sông Ngọc Linh, hồng đẳng sâm, đương quy, sơn tra, các mặt hàng nông sản như cà phê, mắc ca, gạo, thực phẩm tươi rau củ quả, thực phẩm chế biến và các loại gia súc trâu bò. Do đó, đây cũng là cơ hội cho các hộ dân, doanh nghiệp, hợp tác xã, cơ sở sản xuất kinh doanh của huyện Đắc Lây và các tỉnh thành khác gặp gỡ, tìm hiểu, kết nối, mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp, sản phẩm dược liệu và gia súc. Từ đó góp phần tuyên truyền, vận động bà con thay đổi nếp nghĩ cách làm, nâng cao nhận thức về việc trao đổi hàng hóa, nâng cao thu nhập, xóa đói giảm nghèo. Tổ chức cái phiên chợ này, tôi nghĩ rằng cái huyện Đắc Lây của tôi, những cái nông sản mà bà con nông dân của chúng tôi làm ra sẽ được đẩy mạnh hơn, sẽ được bán rộng rãi hơn và tạo cái thu nhập cho người địa phương của chúng tôi. Chợ phiên dược liệu gia súc biên giới năm 2022 lần đầu tiên huyện Đắc Lây tổ chức. Để chợ phiên diễn ra thành công tốt đẹp, chính quyền huyện Đắc Lây đã khẩn trương chỉ đạo các xã thị trấn tuyên truyền, vận động các hộ dân, hợp tác xã, doanh nghiệp đăng ký tham gia. Đẩy mạnh tuyên truyền nội dung, ý nghĩa của chợ phiên thông qua nhiều kênh thông tin khác nhau để các tổ chức cá nhân trong ngoài tỉnh biết tham gia. Đồng thời đảm bảo vệ sinh môi trường, an toàn thực phẩm, phòng cháy nổ, an ninh trật tự. Đến thời điểm hiện tại, công tác chuẩn bị cơ bản hoàn tất,
các cá nhân doanh nghiệp đã đăng ký đầy đủ 40 gian hàng và gần 250 con gia súc bày bán tại phiên chợ. Cho tới hiện tại thì chả đã chuẩn bị được là hơn 25 mặt hàng là để trưng bày tại hội chợ. Về cái công tác tuyên truyền thì xã cũng đã chủ động là tuyên truyền cho các cái hộ dân cũng như các thôn tại các cái cuộc họp mà gần nhất để nắm được cái chủ trương của cái phiên chợ này. Thông qua phiên chợ thì riêng huyện Đắk Lây thì cũng mong muốn là kết nối với các cái doanh nghiệp lớn trên địa bàn cả nước để biết những cái sản phẩm dược liệu của huyện, rồi biết được gia súc của huyện. Và khi thị trường đón nhận thì huyện đã định hướng đối với bà con hiện nay trong cái khâu sản xuất, nhất là các cái chuỗi liên kết hiện nay cũng đang hình thành tại các xã thị trấn để làm sao tập trung đưa cái dược liệu của mình có thương hiệu tốt cho cả nước. Với sự chuẩn bị tích cực, chu đáo của các hộ dân, doanh nghiệp và chính quyền huyện Đắk Lây, tin rằng chợ phiên dược liệu gia súc biên giới năm 2022 sẽ được tổ chức thành công tốt đẹp, góp phần tuyên truyền, vận động người dân, đặc biệt là người dân tộc thiểu số, hiểu rõ ý nghĩa, tầm quan trọng của việc trao đổi, buôn bán hàng hóa để tăng thu nhập, góp phần vào việc xóa đói giảm nghèo, phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Qua đó thực hiện tốt chủ trương, tăng cường xúc tiến thương mại thị trường nội địa, đẩy mạnh cuộc vận động, người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam.